Vào địa ngục là khổ đấy, không đơn giản đâu, khổ ngay cuộc sống này đấy, ngay cuộc sống này khổ. Ví dụ chúng ta thì làm rất là nhiều việc tốt, nhưng tự nhiên thì bà hàng xóm nó sang này nó cứ chửi mặt chúng ta, nó chửi mày là đồ gian dối, mày là đồ gì tu cái gì, mày thế này thế nọ thế kia. Chúng ta mà không chịu được thì đấy là địa ngục đấy các quý vị. Chúng ta nếu mà phát nguyện chịu khó chịu khổ để độ á, bà chửi tôi à, A Di Đà Phật, mới sáng ra cụ có gì mà cụ to tiếng thế. Nó bảo bà không phải đạo đức giả, thế này thế khác, bảo thôi cụ ơi làm gì mà cụ to tiếng thế. Thế mình đi sang thì cụ đang cầm cái rác này, cụ vứt sang nhà mình, cụ bảo vâng thì bà cứ vứt sang đây, thì bà cứ gì, nếu bà mà chân yếu không đi xa, bà vứt, bà cứ vứt đây để em thì em đi đổ giúp cho bà. Đấy mới gọi là theo gì? Theo bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Nhưng đấy chỉ là một cái nhỏ thôi các quý vị. Còn nữa, rất nhiều những cái điều mà có thể Phật Bồ Tát cũng thử, hoặc ma vương gì cũng phá đạo tu của chúng ta. Chúng ta tu rất tốt, nhưng tại sao gì cứ ốm đau bệnh tật triền miên? Vì sao? Nếu chúng ta phát nguyện theo Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải bệnh để mới biết được cái khổ của chúng sinh bệnh ra sao. Không có chúng sinh không biết là gì, chúng ta không biết chúng sinh nó khổ vì bệnh như thế nào. Chúng ta chỉ nói ở trên miệng thao thao bất tuyệt là gì, là sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái biển ly oán tăng hội và ngôn sĩ tình khổ vân vân đó, mà không biết cái khổ của gì, của bệnh như thế nào á. Chúng ta có cảm nhận được không? Không cảm nhận được là cái khổ của bệnh như thế nào. Chúng ta chưa bao giờ ốm, chưa bao giờ gì bước đi cứ phải giờ từng bước, chưa bao giờ nằm lên khừ trên giường bệnh. Chúng ta nói về cái khổ á, chắc chắn gì không sâu sắc, chắc chắn là gì không thu phục được lòng người. Nhưng chúng ta cũng khổ rồi, chúng ta bước đi từng bước mà gì có thể lên cầu thang thôi không lên được, mà phải vịn tay còn chưa lên được, chúng ta mới biết cái khổ của lúc bệnh nó như thế nào. Cho nên khi thấy người ta bệnh, chúng ta rất dễ đồng cảm và rất dễ gì chia sẻ với họ, rất dễ thương họ và rất dễ gì giúp đỡ họ. Còn chúng ta chưa bao giờ bệnh như thế, chúng ta thấy họ vịn cầu thang lên như vậy, họ bảo mới lúc nãy thấy gì, thấy ngồi nói chuyện bây giờ lại giả vờ ốm rồi, kiểu thế, kiểu nó như thế. Vì chúng ta gì chưa thấy khổ, chưa biết khổ, chưa thực sự khổ. Cho nên Phật Bồ Tát có thể cũng thử chúng ta, thậm chí là cứ để cho gì nghiệp chướng nó gì nó phá chúng ta, xem chúng ta gì phát nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng chúng ta có làm được không. Đó, cho nên một thời gian gần đây á, thì tôi mới nói với các quý vị, cái lúc mà tôi ốm là cái lúc tôi tu nhiều nhất, cái lúc tôi khỏe là tôi không tu được, tôi giải đại nhất. Vì hay đi khỏe thì hay đi làm việc Phật sự, lúc nào khỏe thì đi làm việc Phật sự nào. Cái tâm của tôi á, không hiểu nó làm sao, có thể nó là cái nợ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên mỗi cái lúc khỏe mà cái là chỉ muốn đi xây chùa thôi, đi làm tượng thôi, chỉ muốn đi xây chùa, đi làm tượng Phật thôi. Cho nên đến nơi nào mà thấy gì, thấy cái cảnh chùa nó hoang tàn, nó đổ nát, mình chỉ muốn làm sao đó để có tiền để mình có thể tu sửa lại cái ngôi chùa đó, và chỉ làm sao đó cho các Phật tử gì nương vào cái ngôi chùa đó biết tu tập mà thôi. Lúc nào cũng nghĩ như thế. Mà khỏe lên một cái lúc yếu thì nghĩ là thôi mình phải tu đi, không có một lúc nào đó để cần từ nghiệp Diêm Vương nó đến nó lôi sành đi, mình chẳng có chỗ nào để bám víu vào, thì lúc đó thì lại nhất tâm niệm Phật, niệm thất, lúc đấy quên ăn quên ngủ luôn, quên cả mình đang ốm luôn. Nhưng mà khỏe lên một cái lại nghĩ đi xây chùa, thế mới hay. Thì chắc là cái nợ, có thể là cái nợ đời trước kiếp trước. Tôi cứ thường hay nói đùa là hay là đời trước kiếp trước mình đi phá đình phá chùa, phá hủy tượng Phật, cho nên đời này Phật Bồ Tát phải bắt mình phải đi để làm lại, để trả nợ cái đó thì mới có thể cho giải thoát giác ngộ được chẳng hạn. Có thể là như thế, hoặc cũng có thể là do mình đã phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ ở nơi đâu thì đều lấy cái tâm nguyện là làm chùa, tô tượng đúc chuông để làm phương tiện để hoằng pháp lợi sinh. Cho nên là đến nơi nào mà cứ thấy dân họ hoan hỉ, họ muốn xây chùa một cái là mình mình quên hết cả việc tu để lo vào xây chùa luôn, thế mới hay. Đó cũng là cái điểm yếu của tôi đó, cho cái vấn đề tu tập cho bản thân. Nhưng mà đã phát nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng rồi thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải lo cho chúng sinh nhiều hơn là lo cho bản thân mình. Đấy chính là cái bản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và bản thể lực của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta học kinh Địa Tạng và muốn noi gương theo Bồ Tát Địa Tạng, muốn đi theo bước chân của Bồ Tát Địa Tạng, muốn làm học trò, làm đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng, thì chúng ta gì cũng phải học theo gì cách nói, cách phát nguyện và cách hành động, cách làm của gì của thầy mình chứ. Đó. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài thấy rằng cái đời sau chúng sinh á, tu tập cũng có rất nhiều những chông gai, những chướng ngại. Vì vậy mà ngài thuyết ra danh hiệu của các đức Phật. Các đức Phật này tuy đã nhập niết bàn từ hàng hà sa số kiếp, nhưng mà cái công đức thọ trì danh hiệu của ngài, đỉnh lễ chiêm bái cúng dường tôn tượng tranh ảnh của các đức Phật ấy, thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài mới thuyết ra danh hiệu của các đức Phật đó. Và ở đây chúng ta thấy danh hiệu đức Phật thứ hai, đó chính là danh hiệu đức Phật vô biên thân Như Lai là thứ nhất này. Thứ hai là là bảo thắng Như Lai này, là thứ hai. Đó, cho nên ở đây thì đức Phật đầu tiên là đức Phật vô biên thân Như Lai, thì chúng ta thấy là người đó được vô lượng phúc đức. Đức Phật thứ hai, nếu nghe chiêm bái đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng của ngài á, thì khiến cho tâm Bồ Đề chẳng bị thoái chuyển nữa, cứ dần dần đi lên. Lúc đầu là sinh vô lượng vô biên công đức, tức là nghe được đức Phật vô biên thân Như Lai, đỉnh lễ cúng dường tranh tôn tượng của ngài thì được vô lượng vô biên công đức. Và đức Phật thứ hai thì sẽ được tâm Bồ Đề không bị thoái chuyển nữa. Đó, chỉ tạm tin quy trong một khoảng thời gian ngắn bằng bằng khẩy móng tay thôi, tâm Bồ Đề không bị thoái chuyển nữa. Và cho đến hôm nay tôi biết là vì sao người học đạo chúng ta bây giờ là hay bị thoái chuyển quá nhiều. Vì chúng ta nghe danh hiệu của ngài nhưng mà đã phát nguyện quy với ngài chưa? Chưa. Cung kính đỉnh lễ trước tranh ảnh tôn tượng của ngài chưa? Chưa, vì đã có tượng ở đâu, có tượng đâu mà chứ chúng ta quy mà đỉnh lễ đúng không? Không có. Chúng ta vì trước đây các sư đều nghĩ là đại đa số các sư đều nghĩ bộ kinh Địa Tạng này chỉ là một bộ kinh để dành đọc tụng trong những việc có đám ma, cầu siêu. Thậm chí các hòa thượng lớn ở trong giáo hội, thậm chí không chỉ hòa thượng lớn ở Việt Nam mà hòa thượng rất nhiều các vị hòa thượng lớn ở trên toàn thế giới này, đại đa số đều nghĩ rằng bộ kinh Địa Tạng này là một bộ kinh dành cho cho việc cầu siêu, dành cho việc chỉ đọc tụng bao giờ có người có người chết đem ra để tụng để cầu siêu. Nhưng á, bộ kinh là nó dài tới 3 quyển thượng trung hạ, cũng không mấy người đem để đọc tụng nó khi có người chết đâu. Mà thường là tụng bộ kinh A Di Đà nó ngắn, khoảng độ 30-45 phút thì là xong một thời tụng kinh A Di Đà. Còn nếu tụng kinh này thì phải mất đến 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ thì mới xong. Cho nên ấy, chẳng ai dạy mà đánh đổi 4 tiếng đồng hồ với với 30 phút cả, 45 phút cả. Thời gian thì không có. Cho nên ấy, cái bộ kinh này cũng chỉ có ngày xưa chỉ có bao giờ vào khóa an cư kiết hạ, hoặc rằng chùa nào ấy, mà có cái việc duyên sự đặc biệt mới lập đàn tụng 3 ngày hoặc 7 ngày thì mới tụng bộ kinh này. Xong bộ kinh này lại cho vào trong tủ kinh. Thậm chí cả năm có khi chỉ lấy ra tụng một lần thôi. Có chùa là bao nhiêu năm không tụng lên được một lần cả. Chứ để kinh này ở trong giá sách để cho đẹp vậy thôi. Cho nên vì sao mọi người bảo là chỉ tụng kinh để cho người chết, thay vào đó là 4 tiếng đồng hồ tụng bộ kinh 45 tiếng phút đồng hồ hơn. Đó là kinh A Di Đà và niệm Phật, thế là xong. Đó, như vậy cũng là cầu siêu. Cho nên thậm chí bây giờ, trước đây khoảng 2 năm khi chúng tôi chưa hội tập, chưa giảng bộ kinh này, đại đa số Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta cũng đều nghĩ bộ kinh này là chỉ để dành cầu siêu. Các sư ở Việt Nam chúng ta cũng đại đa số nói bộ kinh này cũng chỉ để dành cầu siêu. Thậm chí vừa qua có một vị sư ở Việt Nam chúng ta đó, miền Nam đi ra miền Bắc, thấy Phật tử tụng kinh Địa Tạng và dọa Phật tử rằng á, này nhá, cái bộ kinh này người ta chỉ dành tụng vào dịp tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu thôi, mà người ta chỉ được tụng trong một tuần Vu Lan Báo Hiếu thôi. Còn Phật tử tại gia mà tụng bộ kinh này á, là rước ma về nhà đấy. Thế là Phật tử nghe thấy một cái gì hoang mang và bỏ khoảng độ gì hơn 2 tháng là không tụng nữa, và lại đi xem để học chú Lăng Nghiêm để tụng. Và học các sư miền Nam thì họ hãy tụng gì? Tụng chú Lăng Nghiêm. Cho nên Phật tử này là bỏ kinh Địa Tạng này trong vòng 2 tháng để đi học và tụng chú Lăng Nghiêm. Nhưng khi tụng chú Lăng Nghiêm bắt đầu nghiệp chướng nó mới phá cho, nó làm cho thì thằng con tự nhiên thì nó cứ nóng, chồng tự nhiên cũng nóng nữa, mà bà ấy cũng nóng nảy nữa, cả nhà tự nhiên là gì, mọi người cứ nóng nảy và chấp nhau từng tiếng nói và cãi nhau loạn xạ trong gia đình. Thế bắt đầu mới thấy nó có cái vấn đề gì nó thay đổi đặc biệt. Cho nên lên hỏi tôi mới trình bày ra cái việc như thế. Tôi bảo thôi thì kinh nào cũng là kinh, chú nào cũng là chú của Phật, kinh Địa Tạng cũng là Phật nói, chú Lăng Nghiêm cũng là Phật nói. Nhưng mà đó, tùy theo cái nhân duyên của chúng ta có nhân duyên với bộ kinh nào thì chúng ta đọc, thấy gia đình mình an đó thì mình cứ đọc, thấy chú nào mà an thì mình cứ tụng. Thế Phật tử bảo con tụng hơn 1 năm nay, tụng kinh Địa Tạng thì con thấy gia đình con rất an. Nhưng từ hôm cái vị thầy, vị thượng tọa trong miền Nam ra nói với con như thế, cho nên con sợ, con không tụng nữa, con đi chuyển cho con tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thì lại gia đình nhà con nó đảo lộn hết. Thế cho nên nay con lên con hỏi thầy thì bây giờ phải làm thế nào? Tôi bảo thôi thì về thì chú Lăng Nghiêm là một cái bộ đại chú của Phật. Trong tất cả các câu thần chú thì thần chú Lăng Nghiêm là vua của các chú. Cái chú này cái công năng của nó rất là lớn. Mình mà đọc tụng mình không giữ được giới thì ngược lại nó lại phản tác dụng rất là nhanh. Đó. Các vị biết rồi mà, đúng không? Ví dụ như mà cái chai la vi của chúng ta gì, nó mỏng như vậy, các vị đem, các vị đổ nước sôi 100 độ vào, cái gì, cái hiện tượng gì sẽ xảy ra các quý vị? Cái gì xảy ra? Cái chai la vi đó sẽ bị gì ạ? Bị móp, bị méo lại và bị gì? Bị co quắp lại và thậm chí là bị vỡ, bị thủng và chảy hết nước đi, đúng không? Nhưng cái nước sôi 100 độ này nếu chúng ta đem đổ vào cái bình hoặc cái lọ gì, cái phích á, nó có sao không? Không sao. Đó, cho nên đây tôi ví như là cái công đức và cái phúc báo của mỗi người một khác. Và cái nhà chúng ta nghiệp chướng còn đang nặng nề, đất cát gia đình chúng ta ở nó đang gì? Đang có vấn đề, ở dưới đó có rất nhiều các linh hồn, rất nhiều các oan gia trái chủ theo chúng ta. Và có thể là gì? Có một vài linh hồn hoặc khá nhiều linh hồn nó đang ở trong khu đất chúng ta làm nhà đè lên nó. Nó chưa được siêu thoát, xương của nó còn ở dưới đấy, thần thức của nó còn ở chỗ đấy. Nó đang cần được gì? Nó đang cần được siêu độ. Nay chúng ta tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, dầm dập chúng ta đem quân đến để trấn áp. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy để đuổi nó ra khỏi nhà mình. Và khi đó thì nó đương nhiên khi chúng tụng chú Thủ Lăng Nghiêm thì trên hư không đầy dẫy các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ đến để hộ chú, đến để hộ chú. Thì cho nên kể cả những cái vị quỷ thần ở dưới đó, rồi những vị thần linh thổ địa dưới đó, nó cũng phải lục tục nó ra để nói gì, nó lễ hoặc là nó chạy bàn mạng ra. Và khi chúng ta không tụng nữa, chúng ta lại gì? Làm những cái điều nói năng, những cái điều sằng bậy, thậm chí là hủy trai phạm giới vân vân. Cho nên nó quay lại nó ông tụng cái đại thần chú của Phật mà ông gì? Ông có giữ được giới đâu. Và các vị hộ pháp thiện thần thì các ngài thấy thì lần trước nghe tụng chú các ngài đến, và lần này nghe tụng chú gì? Các ngài vẫn đến, nhưng mà gì? Đến các ngài quay mặt đi. Vẫn đến để hội chú nhưng mà các ngài quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy chúng ta. Đó là chúng ta là những kẻ giả dối. Nó đọc chú để cái chú thần chú đó để gì? Thần chú đó có công năng diệt dục và có công năng gì? Diệt nghiệp chướng đến gì? Đến cái mức độ gọi là cấp độ gì? Cao nhất. Chúng ta nói nôm na những cái bài học đó chỉ dành cho những vị gì? Những vị tiến sĩ để lên gì? Lên giáo sư. Nhưng nay để dạy cho gì? Cho đứa trẻ học lớp 5, lớp 10, cấp 1, cấp 2 không ổn. Nó tùy theo những trường hợp, cho nên tôi rất ít dạy những người đọc chú Thủ Lăng Nghiêm. Có một vài trường hợp đặc biệt tôi bảo họ chỉ chú Thủ Lăng Nghiêm những trường hợp đặc biệt thôi. Đó. Tôi chỉ bảo họ gì? Có lắm thì chỉ chú Đại Bi thôi. Vì Đại Bi Thần Chú nó là chú phổ thông, cũng diệt nghiệp, nhưng mà ở trong gì? Lấy ví dụ như là trình độ nó ở trong cái trình độ của đại học, trình độ đại học, lấy ví dụ như thế. Còn trình độ của chú Lăng Nghiêm là chú để dạy cho các hàng tiến sĩ và để lên giáo sư, dạy cho thạc sĩ lên tiến sĩ và lên giáo sư, kiểu như thế. Tôi nói mà lấy ví dụ như vậy thôi, chứ còn để chúng ta dễ hiểu thôi. Chứ còn thực tế ở trong gì sâu thẳm giáo lý của Đức Phật đó, nó có nhiều cái chúng ta không thể dùng trí mà có thể tưởng tượng được, mà có thể suy diễn, mà có thể nói hết được đâu. Đấy chỉ là lấy một cái ví dụ nhỏ cho chúng ta dễ hiểu, đại chúng dễ hiểu. Từ phương tiện này mà có thể hiểu được cái ý sâu xa ở trong đó. Cho nên là tôi mới bảo Phật tử này thôi về lại sám hối và tụng lại kinh Địa Tạng đi. Thế Phật tử này về tụng lại kinh Địa Tạng 3 tuần sau thì tự nhiên chồng và con lại êm xuống. Có nghĩa là không ai nóng nảy nữa như một cách vô cớ như trong vòng 2 tháng qua nữa. Gia đình lại gì? Êm trở lại. Chúng ta biết gì? Thế giới tâm linh đôi khi nó tác động tới con người chúng ta cũng rất là gì? Rất là nhiều. Họ tác động tới chúng ta cũng rất nhiều các quý vị. Cho nên khi các cụ ngày xưa đúc kết lại gì? Âm mà siêu thì dương sẽ sao nhỉ? Dương sẽ sao? Dương sẽ thái, hoặc dương sẽ gì? Sẽ thịnh. Âm siêu thì dương thái, hoặc là âm siêu dương thịnh. Cho nên nay chúng ta gì? Họ đang thích nghe, ở dưới kia họ đang thích nghe kinh Địa Tạng. Chúng ta nhớ nhé, Hòa Thượng Tịnh không nói là ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Giống như người Việt Nam chúng ta thích ăn nhất là cái gì các vị biết không? Ăn nhất là thích ăn nhất là gì biết không? Ăn cơm. Ăn cái gì thì ăn, nhưng cái thức đó chỉ là cái đồ chơi thôi. Ăn gì một vài bữa thôi, một vài ngày thôi, nhưng vẫn quay về, cái quay về cuối cùng của người Việt Nam chúng ta vẫn là gì? Cơm. Cơm vẫn là món ăn yêu thích nhất của người Việt Nam chúng ta. Ăn món gì thì ăn, vẫn quay về cơm, đúng không? Thì tương tự như vậy, cái người ở dưới quái âm á, họ nghe, họ có thể nghe tất cả các kinh điển của Đức Phật, nhưng cái món họ thích nhất vẫn là gì? Kinh họ thích nhất vẫn là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì dễ nghe, dễ hiểu, và lại Bồ Tát Địa Tạng là giáo chủ ở dưới cõi gì? Cõi U Minh, là một vị Đại Bồ Tát luôn luôn thường trực để cứu độ những chúng sinh ở dưới cõi đó. Cho nên khi họ nghe, họ thọ trì, họ đọc tụng, họ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì Bồ Tát Địa Tạng liền là hiện ra trước mặt họ và thuyết pháp cứu độ cho họ. Cho nên giống như chúng ta đói, cơm ở trong nồi lấy ra và chỉ có việc gì? Có việc ăn thôi. Thế thôi, nó đơn giản, hiểu một cách đơn giản như vậy để cho gì? Tôi nói đơn giản như vậy chúng ta dễ hiểu và dễ khởi được tín tâm và tu. Và Phật tử cái nghe tôi nói tụng có 3 tuần sau mà cái gia đình lại yên trở lại đó. Cho nên đây tôi nói cái câu chuyện này để chúng ta thấy gì? Các vị hòa thượng thượng tọa khá nhiều vị còn gì? Còn nghĩ hiện ngay đấy bây giờ đấy, còn nghĩ kinh Địa Tạng chỉ dành cho cầu siêu. Một vị thượng tọa mà đến thấy Phật tử tụng kinh Địa Tạng mà còn khuyên Phật tử tụng kinh này á, chỉ để dành cho mỗi tháng, thì dành cho mỗi năm, chỉ dành cho một tuần Vu Lan báo hiếu mà thôi, và dịp tháng 7, và tụng kinh khi có người chết mà thôi. Bà tụng như thế hay cô tụng như thế, nói là cô chứ, cô tụng như thế là rước ma về nhà, rước quỷ về nhà. Cho nên Phật tử sợ quá. Đấy. Đạo tràng chúng ta thì trong vòng gần 3 năm nay cho đến bây giờ, thì hôm rồi phòng thông tin, phòng phát hành kinh sách nói gì có hơn 60.000 quyển kinh đã gì? Địa Tạng đã in và đã gì? Đã phát cho các Phật tử, đã cúng dường các Phật tử đọc tụng rồi. Đây là một kỳ tích của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Trên dưới 2.000 năm nay. Một bộ kinh không phải đem đi bán, không phải đem đi các chùa để cúng dường, mà chỉ có gì chưa đầy 3 năm, trên 60.000 quyển kinh đã tự các Phật tử đến tận nơi để thỉnh về và đọc tụng. Đó. Chúng ta biết là chùa chúng ta không mang kinh đi bán, không bao giờ mang kinh đi bán. Có Phật tử hỏi rằng các bạch thầy, tại sao thầy không gì? Không gửi đi các cửa hàng họ bán để cho pháp bảo được lưu thông. Tôi bảo không. Pháp bảo lưu thông phải bằng tự cái tâm và cái duyên của Phật tử, và cái tâm của Phật tử đó thì họ mới đọc tụng và mới thấy quý. Pháp bảo mà đem gì? Đem bán ở ngoài chợ, họ phải bỏ tiền ra để mua, họ rất quay thường. Chỉ cần là gì họ thích, họ khởi được tín tâm thôi. Phòng thông tin chùa của nhà chùa của chúng ta gì sẽ gửi tận nơi cho họ. Họ chỉ cần cho cái địa chỉ thôi. Chúng ta biết quyển kinh này thì chúng ta gửi sang tận bên Pháp được cơ mà. Các Phật tử bên Pháp họ nghe giảng qua cái trang web của nhà chùa hoặc qua trực tuyến của nhà chùa, họ hoan hỉ lắm và họ thì họ thỉnh, họ gọi điện về, viết thư về, gọi điện về họ thỉnh. Nhà chùa thầy bảo thì các sư phụ trách đấy, gửi đường bưu điện bằng máy bay, bằng phát nhanh sang tận bên Pháp cho các Phật tử, sang bên Mỹ cho các Phật tử được cơ mà. Còn huống chi là miền Nam hay là miền Bắc, trong đất nước Việt Nam chúng ta để gửi càng dễ nữa. Nếu họ không đi đến để thỉnh một quyển kinh thì họ chỉ cần gì viết cái địa chỉ lên mail, họ gửi về cái gì chùa của chúng ta thôi, cho rõ ràng địa chỉ và số điện thoại, các sư gì sẽ gửi đến tận nơi cho họ. Nhưng mà họ phải sau cái thỉnh ra phải đọc tụng, phải trân quý cái bộ kinh này mới được. Đấy là cái sự gì gia trì của mười phương chư Phật, đặc biệt là gì có các đức Phật ở trong gì trong bài giảng mà chúng ta đang giảng này. Từ trước đến nay tôi phải nói là tôi cũng không nghĩ đâu, và cho đến hôm nay bất giác tôi mới nghĩ ra. Tại sao hôm qua có một Phật tử ở thành phố Hà Nội lên hỏi tôi rằng thầy còn bao nhiêu pho tượng nữa, làm bao nhiêu pho tượng nữa và bao nhiêu loại tượng nữa, và nếu mà thầy có bao nhiêu pho tượng, bao nhiêu loại tượng, mỗi pho con xin gì, mỗi loại con xin cúng một pho, thầy bất cứ làm pho tượng gì con đều cúng một pho. Mà hôm qua tôi cũng không nghĩ ra, thì tôi chỉ nghĩ là làm mới được có hết, đọc mới có hết tầng 3 thôi, còn lại 9 tầng nữa, 12 tầng mà đại tượng chúng ta 12 tầng thì còn 9 tầng nữa mà thì tôi không nghĩ ra, mới có nghĩ là hết tầng 3. Và tôi nói thôi cứ đến đâu thì nghĩ. Nhưng bây giờ lên giảng thì tự nhiên thì giảng tôi sẽ ngồi lên đây, tôi nói thật với các quý vị, ngồi lên đây giảng rồi tôi mới nghĩ là tại sao mình không gì không tạc pho tượng của các đức Phật này trong 9 tầng đấy nhỉ. Nghĩ trong đầu như thế và gì và bây giờ đó gì chắc chắn là bây giờ tôi đã quyết định rồi, tới đây sẽ gì sẽ có tạc tôn tượng của các đức Phật này để gieo duyên gì cho tất cả những chúng sinh, những thiện nam tín nữ có duyên với ngôi chùa Khai Nguyên này và có duyên với bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, đến sẽ được cung kính chiêm bái đỉnh lễ các đức Phật mà Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu này. Tuy các ngài nhập Niết Bàn rồi nhưng chỉ cần nghe khởi tín tâm quy y thọ trì danh hiệu đó và quy y với đức Phật đó thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, tâm Bồ Đề không bị thoái chuyển nữa. Đấy là đức Phật thứ hai. Sang đức Phật thứ ba, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói gì lại còn có đức Phật xuất hiện ở trong đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe danh hiệu của Đức Phật Như Lai đó dù chỉ trong một lần, tức là một lần nghe danh hiệu là Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai thôi, thoảng qua tai rồi quên, người đó được công đức 1000 lần si lên trời, huống chi dạy lại dốc lòng trì danh Đức Phật đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát giới thiệu rằng ai nghe thấy danh hiệu Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai chỉ thoảng qua một cái gì quên, thoảng qua một cái là quên, người đó được 100 lần sinh lên cõi trời. Các vị đã từng nghe danh hiệu Đức Phật đó chưa? Ai chưa nghe danh hiệu Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai giơ tay xem nào. Ai chưa từng nghe thấy giơ tay xem nào, giơ cao lên. Ôi dồi ôi mẹ ơi, A Di Đà Phật. Tôi vừa đọc xong là gì là Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai đấy, không nghe danh hiệu của ngài thì là nghe cái gì hả? Tôi vừa nói xong Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai hay mới nói xong là gì, mới nói xong lời văn ở trong kinh này. Địa Tạng nói là gì nếu lại có Đức Phật xuất hiện ở trong đời lại còn có Đức Phật xuất hiện ở trong đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Cái từ Ba Đầu Ma Thắng Như Lai đấy là nghe qua chưa? Qua rồi, tức là thoảng vào tai rồi nhưng mà quên ngay, cho nên thầy hỏi rằng đã từng nghe chưa? Giơ tay. Chưa nghe. Có nghĩa là gì? Quên. Đây những vị không? Những vị mà thầy hỏi nghe chưa? Quên, tức là vừa thoảng qua thôi đúng không? Nghe thoảng qua một cái thầy hỏi đã từng nghe chưa? Ai chưa nghe thì giơ tay. Cũng có khoảng 20 người ở khu vực phía dưới này thì giơ tay. Có nghe, qua rồi nhưng mà quên ngay. Nhưng dù quên ngay như thế, bằng cái công đức và bản nguyện của Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai đó, nghe xong một cái quên ngay, thoảng qua tai một cái quên ngay như thế, Đức Phật nói gì? Người đó cũng được 100 lần sinh lên cõi trời, không biết đâu. Xin chúc mừng mấy chục vị giơ tay lúc nãy này, được 100 lần sinh lên cõi trời đã. Không, nói thật mà, lời Phật nói trong kinh không có hư dối đâu. Sau này các quý vị mới thấy, là gì? Được sinh lên cõi trời, các quý vị mới thấy là lúc đó có thần thông, có thiên nhãn, có tuệ nhãn rồi, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông rồi á. Các vị mới thấy rằng vì sao mình được sinh lên đây nhỉ? Lúc đấy thì ngồi lại để tư duy, để dùng thiên nhãn để xem một chút vào kiếp trước. À, hóa ra là như thế. Vì mình ngồi ở dưới cuối giảng đường của chùa Khai Nguyên, nghe thấy thầy Đạo Thịnh thầy giảng về danh hiệu Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, cho nên mình nghe thoáng qua một cái mình quên luôn. Cho nên nhưng mà gì? Công đức mình được sinh lên đây, lúc đó mới gì? Biết thế, lúc đấy mình cố nhất tâm để mình gì? Mình nghe cho kỹ, có phải là mình được sinh lên cõi trời cao hơn không? Được làm vua cõi trời không? Mình bây giờ chỉ làm thiên tử, thiên nữ thôi cũng tốt rồi, nhưng mà gì? Biết thế lúc đấy muộn mất rồi. Bây giờ phải chú tâm ngay từ bây giờ đi. Được sinh về Tây Phương Cực Lạc còn siêu thắng gì? Siêu thắng hơn gì cả trăm ngàn vạn ức hàng hà sa số lần sinh lên cõi trời các quý vị ạ. Sinh lên cõi trời còn có gì? Có tuổi thọ. Cõi trời tứ thiên vương gì? Thọ 500 năm. Mỗi một ngày một đêm gì? Bằng 50 năm ở thế nhân gian chúng ta này. Sinh lên cõi trời thứ hai, tuổi thọ 1000 năm, đó là cõi trời Đao Lợi đó. Nên Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cõi mà Đức Phật thuyết kinh này đó. Tuổi thọ là 1000 năm, một ngày một đêm gì? Bằng 100 năm nhân gian này. Sinh lên cõi trời thứ ba là cõi trời Dạ Ma, tuổi thọ gì? 3000 năm, một ngày một đêm, bằng 300 năm ở nhân gian này. Sinh lên cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, nơi đó có Bồ Tát Di Lặc đang ngự ở đó, ở trong nội viện cung trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất có gì? Có ngoại viện và nội viện nhé. Ngoại viện là gì? Sự vui thú lạc thú của chư thiên ở cõi trời đó. Còn nội viện là gì? Là nơi chuyên học Phật và tu Phật, giảng Phật của gì? Của Bồ Tát Di Lặc, là hóa chủ ở trong nội viện đó, là thủ lĩnh, là ngôi gì? Là ngôi thủ pháp ở trong nội viện cung trời Đâu Xuất đó. Nói nôm na là gì? Là vị thầy cao nhất ở trong gì? Trong cái nội viện cung trời Đâu Xuất trên cái cõi trời đó. Ngài là vị Bồ Tát Bổ Xứ, chỉ chờ trên sau 56 vạn năm nữa Ngài sẽ đến cái giai đoạn nhân duyên chín muồi, Ngài sẽ giáng sinh xuống nhân gian và xuất gia thành Phật, hiệu là Di Lặc Tôn Phật mà thôi đó. Lên cõi trời thứ tư, tuổi thọ 400 năm, 4000 năm, 4000 tuổi, một ngày một đêm thế giới đó bằng 400 năm ở cõi nhân gian này. Lên cõi trời thứ năm, cứ như vậy tuổi thọ gì? Được 5000 tuổi, một ngày một đêm, bằng 500 năm ở thế giới này. Lên cõi trời thứ sáu, cõi trời dục giới, tức là gì? Cõi trời chính là cõi trời của thiên ma ba tuần đó, tuổi thọ gì? 6000 tuổi, một ngày một đêm, bằng 600 năm ở thế gian này. Còn lên cõi trời, đấy là 6 cõi trời dục giới. Còn lên 18 cõi trời gì? Sắc giới, thì tuổi thọ lại cao hơn rất nhiều. Tính cho đến cõi trời cao nhất là 4 cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Có 4 cõi trời vô sắc giới đó. Nhưng cõi trời cao nhất thọ mạng gì? Đến 8 vạn 4 ngàn tuổi, một ngày một đêm ở đó, bằng 8 vạn 4 ngàn năm của nhân gian chúng ta này. Nhớ nhé, một ngày một đêm bằng 8 vạn 4 ngàn năm ở nhân gian này, mà tuổi thọ ở đó thì thọ đến 8 vạn 4 ngàn tuổi. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta lấy ví dụ gì? Dẫu cho vị vua quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ đứng cạnh một vị gì? Một vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là một vị Bồ Tát, cũng giống như là gì? Cũng giống như là một gã ăn mày đứng cạnh một vị vua vậy các quý vị. Và gã ăn mày đó chính là gì? Là vua quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Và một vị vua đó chính là gì? Là một vị thượng thiện nhân được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa mới nở, mới chứng quả vô sinh thôi. Đã gì công đức phúc báo giống như một vị vua. Còn công đức phúc báo của quái trời phi tưởng xứ là cao nhất trong quái gì, trong tam thiên đại thiên thế giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ở chúng ta này mới chỉ gì như kẻ ăn mày mà thôi. Cho nên các quý vị muốn là gì? Muốn là như vị vua kia hay là như kẻ ăn mày kia? Muốn như vị nào? Muốn là vị vua thì nay phải gì? Phải tu thật gì? Thật tốt vào. Dùng cái tâm chân thật để tu vào. Phải chịu khó nghe giảng vào. Đến đây rồi phải nghe giảng, đừng có gì đến đây được một tí là đấy này, mở mắt ra chớp chớp được mấy cái là gì? Thế lại tiếp tục là tưởng cái gì đó, đúng không? Đấy gọi là thể hiện cái tinh thần gì? Tinh thần thoát tục hay là tinh thần gì? Ở trong tục đấy. Các quý vị, sao? Từ nhà cất công đến đây, có phải đến đây để ngủ đâu. Tôi có bắt các vị đến đây để ngủ đâu. Bảo các vị đến đây để gì? Để nghe Pháp, mà tôi không có bảo đó, tự các vị tình nguyện đấy chứ, đúng không? Tôi chỉ thông báo là hôm nay gì? Là mở khóa tu Địa Tạng, chứ tôi có bảo các vị là gì? Các Phật tử hãy đến đây để nghe tôi giảng đâu. Có không? Hay là tôi có viết giấy mời thì mời các quý vị đến không? Có không? Không có. Hoàn toàn là tự chúng ta tự nguyện mà. Chúng ta tự nguyện đến đây để học Phật, để nghe Pháp và để cộng tu. Cho nên đó, chúng ta phải gì? Phải cố gắng chiến đấu với gì? Chiến đấu với chính cái bản tâm mình. Chiến đấu với cái gì? Con ma hôn trầm ở trong gì? Thường trực ở trong mỗi chúng ta. Căng mắt ra, rúi rúi cho nó vài cái. Phải dùng cái tâm gì? Cái tâm cứng rắn thì mới có thể chiến đấu được ma ngủ các quý vị ạ. Không phải đơn giản đâu. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy, nghe thấy danh hiệu của Đức Phật này chỉ tạm qua, thoảng qua thôi, thoảng qua bên tai rồi quên thôi, cũng được trăm lần sinh lên quái trời, huống chi lại dốc lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật đó. Huống chi lại dốc lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật đó, cung kính đỉnh lễ gì tranh ảnh tôn tượng Đức Phật đó. Tranh ảnh tôn tượng chưa có, một thời gian nữa thì mới có. Nhưng bây giờ nghe danh hiệu của Ngài, chúng ta có thể đồng niệm danh hiệu Ngài lấy mấy câu được không? Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Chúng ta cùng niệm là Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. 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 Và như vậy là gì? Bạch Bồ Tát Địa Tạng, bạch Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, bạch Đức Phật gì? Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Chúng con không chỉ nghe qua và tạm quên đâu, mà chúng con còn trì niệm được gì? Được danh hiệu của Ngài gì? 10 lần rồi đấy. A Di Đà Phật, đúng không? Và chắc chắn gì? Chúng con không quên được danh hiệu của Ngài nữa. Và như vậy thì Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng người nào trì được danh hiệu của Đức Phật đó thì công đức là vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Nay tất cả chúng con đều nguyện đem công đức này để hồi hướng gì? Sau khi xả bỏ báo thân, đồng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rất tốt. Đó gọi là, đấy chính là người học Phật chúng ta biết gì? Biết đem áp dụng vào lời dạy của Đức Phật và ngay trong cuộc sống này, chắc chắn là chúng ta dần dần sẽ được như nguyện. Đấy là Đức Phật gì? Thứ ba. Rồi sang Đức Phật thứ tư. Bồ Tát Địa Tạng này nói lại: từ hằng hà xa a tăng kỳ kiếp trước chẳng thể nghĩ bàn được, có Đức Phật ra đời hiệu là Hiệu Ngài là gì? Sư tử hống Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai ấy mà dốc lòng quy y tu tập theo chính pháp, hãy nghe Đức Phật này mà quy y nhé, tu tập theo chính pháp, thì người ấy sẽ được vô lượng các Đức Phật khắp trong 10 phương cõi xoa đầu thọ ký cho, thẳng tiến chẳng thoái lui, đều chứng được Bồ Đề, tức là đều thành Phật đó. Ai mà nghe thấy danh hiệu Đức Phật này, quy y với danh hiệu Đức Phật này và chỉ niệm danh hiệu Đức Phật này, tu tập theo gì? Theo chính pháp của Phật đã dạy, thì người ấy sẽ được gì? Vô lượng các Đức Phật, tức là rất nhiều các Đức Phật khắp trong 10 phương thế giới đều gì? Đều lấy tay, cánh tay vàng của Ngài để xoa đầu thọ ký cho mình và khiến cho mình gì? Thẳng tiến tới đạo vô thượng Bồ Đề, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Và chúng ta đều đem công đức này để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn không bao giờ bị thoái chuyển tâm Bồ Đề nữa. Và vô lượng các Đức Phật sẽ gì? Sẽ thọ ký cho chúng ta thành Phật, không có sai ngoa. Cho nên ở đây khi nghe được danh hiệu Đức Phật này mà nói là gì? Nhất tâm tín thọ vùng hành, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật này được, chúng ta lại tiếp tục chỉ niệm danh hiệu Đức Phật này 10 câu. Đó. Nam mô sư tử hống Như Lai. 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 Và thưa đại chúng, như vậy là chúng ta gì? Không chỉ nghe qua danh hiệu của Ngài mà chúng ta gì? Còn quy y với gì? Với Ngài rồi. Quy y là sao? Nam mô. Từ Nam mô trong tiếng Phạm có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Nam mô sư tử hống Như Lai có nghĩa là chúng ta gì? Xin quy y với Đức Phật gì? Đức Phật sư tử hống Như Lai rồi. Và như vậy Đức Bồ Tát Địa Tạng nói là ai nghe thấy danh hiệu của Ngài mà quy y với gì? Với Đức Phật đó, thì người đó sẽ được gì? Sẽ được hằng hà sa số các Đức Phật, rồi sẽ tuần tự xoa đầu thọ ký cho chúng ta, không bao giờ bị thoái chuyển nữa cho đến gì? Cho đến ngày thành Phật. Đó. Tất nhiên ở đây chúng ta muốn đảm bảo an toàn nhất vẫn là đem công đức niệm danh hiệu của Ngài này để hồi hướng gì? Sau khi xả bỏ báo thân, tất cả chúng ta đều được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để một đời được thọ mạng gì? Thọ mạng vô lượng vô biên, công đức vô lượng vô biên như A Di Đà Phật, như Quan Âm Thế Chí Bồ Tát và như Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, không có sai khác. Thì chúng ta mới gì? Mới chắc chắn đảm bảo một đời không bị thoái chuyển và cho đến thành Phật được. Vì vậy tất cả chúng ta cũng đều gì? Đều kính bạch Bồ Tát Địa Tạng và bạch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạch với Đức Sư Tử hống Như Lai là chúng con nguyện đem công đức nghe thấy danh hiệu của Đức Sư Tử hống Như Lai, chỉ niệm danh hiệu Đức Sư Tử hống Như Lai này để hồi hướng gì? Trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc và nguyện xả bỏ báo thân. Chúng con đồng phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật. Và đấy là gì? Danh hiệu Đức Phật thứ tư. Danh hiệu Đức Phật thứ năm, Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục giới thiệu là lại ở về đời xưa có Đức Phật xuất thế hiệu Ngài là gì? Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Phật Như Lai ấy, của Đức Như Lai ấy mà dốc lòng chiêm bái cung kính và cúng dường, thì trong đời hiền kiếp của 1000 Đức Phật, người ấy được công đức sinh làm Đại Phạm Vương và được thụ ký cho đạo vô thượng Bồ Đề. Đời hiền kiếp có 1000 Đức Phật. Hiền kiếp tức là ngay kiếp này này gọi là hiền kiếp. Chúng ta hay nghe thấy bài kệ là hiền kiếp Như Lai đệ tứ chung. Tức là trong cái hiền kiếp này thì có 4 Đức Phật đã thành Phật rồi. Có 1000 Đức Phật ra đời hiền kiếp này, nhưng có 4 Đức Phật đã thành Phật rồi. ba Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca, và Đức Phật Thích Ca là gì? Là Đức Phật thứ tư. Cho nên chúng ta mới nghe câu bài kệ này: Như Lai hiền kiếp đệ tứ chung. Đó. Sau Đức Phật Thích Ca gì? Là Đức Phật Di Lặc. Sau Đức Phật Di Lặc là Đức Phật thứ năm đó. Còn gì? Còn 995 Đức Phật nữa, đúng không? 1000 Đức Phật mà, 1000 Đức Phật ra đời. Thì ở đây nói rằng á, ai nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng ai nghe thấy danh hiệu Đức Câu Lưu Tôn này mà khởi cái tín tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật này, dốc một lòng quy y chiêm bái cung kính cúng dường Đức Phật này, thì trong hiền kiếp, trong thời 1000 Đức Phật, người ấy gì đều được công đức sinh làm Đại Phạm Vương. 4 Đức Phật đã qua, chúng ta chưa nghe được danh hiệu Đức Phật này. Đến thời Đức Phật thứ tư này là thời Đức Phật Thích Ca này, chúng ta mới nghe danh hiệu của Ngài. Và chẳng dạy gì mà chúng ta không trì niệm danh hiệu Ngài, không quy với Đức Phật này cả, đúng không? Và như vậy chúng ta thì cả đạo tràng cùng nhất tâm quy và trì niệm danh hiệu của Ngài gì? 10 lần. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. 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 Và như vậy chúng ta đã quy y và trì niệm danh hiệu với, đã trì niệm danh hiệu và quy y với Đức gì? Đức Câu Lưu Tôn Phật Như Lai rồi. Nếu chúng ta không phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chắc chắn từ Đức Phật Di Lặc trở đi, như Phật nói không sai, chúng ta sẽ gì? Sẽ được sinh là gì? Là những vị Đại Phạm Vương. Và đến thời Đức Phật Di Lặc xuất thế, chúng ta sẽ là gì? Một vị Đại Phạm Thiên Vương để xuống gì? Để xuống để hộ trì chính pháp của Đức Phật Di Lặc. Nhưng theo tôi, chúng ta là một vị Đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bể về để gì? Về để tùy hỷ cúng dường và hộ trì chính pháp của Đức Phật Di Lặc thì tốt hơn là làm Đại Phạm Vương. Vì Đại Phạm Vương thọ mạng còn gì? Còn có ngày gì? Còn có ngày hết. Còn có ngày hết thọ mạng. Còn đó, các bậc thượng thiện nhân Tây Phương Cực Lạc thế giới gì? Thọ mạng vô lượng vô biên. Chẳng dạy gì chúng ta gì? Chẳng chọn một cái gì, chúng ta được chọn tội gì không chọn. Cho nên ở đây sám hối Đức Phật Câu Lưu Tôn và Bồ Tát Địa Tạng, chúng con gì? Đều nguyện đem công đức quy và trì niệm danh hiệu Đức Câu Lưu Tôn này để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, và đều hồi hướng gì? Sau khi xả bỏ báo thân này, sớm muộn gì cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta có hoan hỉ không? Hay là muốn làm vua cõi trời? Hả? Ai muốn làm vua cõi trời giơ tay xem nào. Có không? Không có. À, cũng có đấy. Ở dưới kia có người giơ tay. Không làm vua cõi trời cũng sướng, rất sướng. Mà cõi Đại Phạm, tức là cõi Đại Phạm là thuộc về cõi trời sắc giới rồi, thì thọ mạng chắc chắn trên cả 6000 tuổi. Một ngày một đêm chắc chắn là gì? Trên cõi trời đó, trên cả 6000 năm ở thế gian này. Nhưng nói với các quý vị này, thọ mạng vẫn có gì? Vẫn còn có gì? Có 1000 năm, 1000 tuổi, vẫn thậm chí vẫn còn có 8 vạn, 4 ngàn tuổi như cõi trời phi tưởng xứ ấy, thì hết cái thọ mạng đó vẫn có thể bị rớt bịch xuống nhân gian như thường. Mà từ nhân gian có thể vẫn bị đọa lạc trong 3 đường ác gì? Như thường. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, thì nơi đó chắc chắn không có một ai bị đọa lạc trở lại làm gì? Làm chúng sinh bình thường nữa, trừ người có bản nguyện riêng đi vào 3 đường ác đạo để phổ độ chúng sinh như Bồ Tát Địa Tạng mà thôi. Hôm nay thời gian đã hết.